Thưa quý vị, hiện nay tỷ lệ mắc bệnh gan ở Việt Nam đang đứng thứ 3 trên thế giới và phần lớn bệnh nhân sau khi phát hiện xơ gan hay là ung thư gan chỉ còn sống được từ 1 cho đến 3 năm. Và đáng nói hơn, tỷ lệ mắc các bệnh lý về gan mật ở Việt Nam đang có xu hướng ngày càng gia tăng, nhất là trước các vấn nạn lạm dụng rượu bia, viêm gan virus B hay là C, thực phẩm bẩn, thuốc tây, hóa chất gây tổn thương tế bào gan. Và thông tin cảnh báo này được đưa ra trong hội nghị khoa học ung thư với chủ đề Chung tay phòng trị ung thư được tổ chức vào sáng nay tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội. Theo Hội Gan Mật Việt Nam, ung thư gan đứng đầu trong các loại ung thư phổ biến ở nam giới và thứ năm ở nữ giới với số ca mắc hàng chục nghìn ca. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam có khoảng 7,8 triệu người mắc viêm gan B mãn tính. Các bác sĩ đã xác định được nguyên nhân hàng đầu là do virus viêm gan B hoặc C. Đây là hai loại virus gây nhiễm trùng mãn tính, được ví là sát thủ thầm lặng dẫn đến xơ gan và ung thư gan. Nguyên nhân thứ hai là tình trạng lạm dụng rượu bia. Theo số liệu mới nhất, Việt Nam có khoảng 20 triệu người nhiễm virus viêm gan B và C, trong đó khoảng 8 triệu người đang trong tình trạng viêm gan, xơ gan, ung thư gan, nằm trong top cao của khu vực và thế giới. Hàng năm, ung thư gan khiến khoảng hơn 25.000 trường hợp tử vong, gấp đôi số tử vong do tai nạn giao thông ở Việt Nam. Đây là những thách thức to lớn đối với nền y tế nước nhà và chuyên ngành gan mật của Việt Nam. Chính vì vậy bây giờ mình tìm cách là điều trị thì cũng đã tốt, áp dụng rất nhiều tiến bộ để chẩn đoán sớm, điều trị tốt. Nhưng mình còn tìm ra các biện pháp để phòng bệnh. Nên chủ đề của hội nghị là phòng trị ung thư. Vì phòng vào được, thí dụ cái viêm gan mình có vaccine, mình có tiêm chủng, rồi mình có theo dõi. Hoặc là thí dụ như là rượu bia thì mình hạn chế cái việc lạm dụng rượu bia. Hoặc là trong những trường hợp viêm gan C mình điều trị tốt, theo dõi, mình tầm soát sớm, mình phát hiện sớm các bệnh lý của từ viêm gan, xơ gan để tránh thành các biến chứng ung thư. Như vậy là nó sẽ nâng cao được cái chăm sóc sức khỏe nhân dân và giảm cái tỷ lệ mắc ung thư và cũng như là giảm cái tỷ lệ tử vong do ung thư. Đặc biệt tại hội nghị còn trình diễn những kỹ thuật phẫu thuật chuyên sâu cho bệnh nhân ung thư gan. Cả phẫu thuật được thực hiện trong phòng mổ hybrid của Bệnh viện Thanh Nhàn, một trong những phòng mổ hiện đại nhất Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại. Tại hội nghị, các chuyên gia, các nhà khoa học đã báo cáo cập nhật những tiến bộ trong điều trị ung thư tại các cơ sở y tế và chia sẻ các kinh nghiệm trong nước cũng như quốc tế. Hội nghị là nơi giao lưu, học hỏi, tăng cường hiểu biết, hợp tác hỗ trợ giữa các bác sĩ và các cơ sở y tế về lĩnh vực ung thư.